Đây là thủ tướng của nước Anh, ông phải làm tình với công chúa của hoàng gia trên sóng truyền hình trực tiếp để cứu sống một con lợn. Ở à đâu? Tôi nhầm, ông phải làm tình với một con lợn trên sóng truyền hình trực tiếp quốc gia để cứu sống công chúa hoàng gia. Và video này được mang đến cho bạn bởi content thịnh tu và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập thì tôi đùa xem ngay khi ăn thì hơi lờ mau. Nhưng mà không sao, để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim. Đây là Michael Carlo, thủ tướng của Vương quốc Anh, người đang mất dần sự tín nhiệm của người dân. Ông này đang ngủ thì bị gọi dậy vì công chúa suzana đã bị bắt cóc. Thế là thủ tướng kệ mẹ bật máy lên làm một trận aram tại vì ông là người đứng đầu chính phủ anh chứ có phải là mario đéo đâu, đâu mà đi cứu công chúa đấy là mấy thằng xuyên tạc sẽ nói thế còn trong phim thì thủ tướng lập tức có mặt cùng với các quan chức cấp cao trong đoạn video được tên bắt cóc gửi về cô công chúa bị trói lại và đang khóc lóc cô bị ép nói theo một kịch bản ban đầu là giới thiệu bản thân và nói rằng mình đang ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy cũng không biết những kẻ đã đưa mình tới đây sau đó công chúa nói rằng mạng sống của mình phụ thuộc vào thủ tướng michael nếu ông không làm theo những gì họ yêu cầu trước 4 giờ chiều ngày hôm nay thì cô Cô sẽ bị hành quyết. Các trợ lý đã xác nhận người trong video chính là công chúa và theo tin tức tuyệt mật thì tối hôm qua trên đường công chúa trở về từ đám cưới của bạn học, xe của cô đã bị một chiếc xe lạ chặn lại. Toàn bộ tùy tùng đã bị đánh thuốc mê, còn công chúa đã bị bắt đi ngay sau đó. Thủ tướng hỏi rằng những kẻ bắt cóc muốn thứ gì? Là tiền bạc, sự tự do cho quân hồi giáo hay là trừ nợ quốc gia sau chiến tranh? đều không phải. Theo lời của cấp dưới ở đoạn sau của video thì công chúa đã đề cập đến điều kiện để thả tự do là vào đúng 4 giờ chiều nay thủ tướng Michael phải lên sóng trực tiếp toàn quốc và thực hiện giao cấu với một con lợn và tất nhiên là lợn theo nghĩa đen chứ không phải là mẹ của ai đấy. Dĩ nhiên là với một người 10 phút trước còn đang ôm vợ ngủ thì cái điều này chẳng khác gì một cái trò đùa ác ý, nhưng mọi người thì lại khá là nghiêm túc. Mặc dù phía an ninh nói rằng mình đang liên tục điều tra kẻ chủ mưu, dù vậy thì thủ tướng vẫn phải sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất là cái video bắt cắp công chúa này không được gửi riêng cho phía chính phủ mà được phát tán và đang trending trên tất cả các mạng xã hội với hashtag là Park Tin tức nóng hổi này gây nhiễu loạn trên toán nước Anh. Các tòa soạn báo điển hình là hai công ty chia hết cho bảy đang tranh đấu giữa việc là có nên đu truyền hay không. Chứ còn trên mạng xã hội thì thông tin đã phát tán như virus rồi. Chính phủ nghĩ ra một cái giải pháp để cứu cánh thủ tướng là tuyển một diễn viên đóng thế, sau đó kỹ xảo cái đầu của anh ta và thay đầu thủ tướng vào. Ngay lập tức trưởng đội kỹ xảo bên Marvel được gọi tới để setup. Mặc dù đã từng CGI cả cái mặt của Thanos, nhưng mà có thể dựng kỹ xảo trực tiếp trên sóng truyền hình mà lại đủ tinh vi để dân chuyên không phát hiện ra. Sau rồi thêm cái điều kiện từ phía bắt cóc là phải quay theo tiêu chuẩn Dogmi 95 Về cơ bản là không nhạc nền, dùng ánh sáng tự nhiên và camera phải luôn di chuyển Chủ yếu là để chống gian lận Thì với ai cũng là một cái thử thách không tưởng Tình hình các bộ máy thì đang hỗn loạn là thế Thế thì xem người dân nghĩ gì về cái thảm họa truyền thông này Hầu hết những người được phỏng vấn thì cho rằng Nước Anh vĩ đại thì không thể nhượng bộ cho khủng bố được Số khác thực tế hơn thì kệ mẹ Tại vì cái thời nước Anh làm bố thế giới đã cách đây hai thế kỷ rồi Nhưng mà khi khảo sát diện rộng thì có tới tận 28% người được hỏi lại muốn xem thủ tướng phối giống với lợn hoặc là có thể họ lo cho tính mạng của công chúa I don't know Họ cho rằng việc này sẽ thật kinh khủng cho ngày khá lâu Nhưng khi mọi chuyện qua đi Tất cả sẽ tôn ngài là một vị anh hùng Ngoài ra cũng có một số bình luận rất vô tri và vô văn hóa Và phu nhân khá lâu Sau khi đọc hết đống comment Đã có một cuộc nói chuyện riêng với chồng mình Bà cũng giống như những người phụ nữ khác Không thể chấp nhận chồng mình lãng trả với người thứ ba Kể cả đấy có là một con lợn đi chăng nữa Mặc dù bất kỳ kẻ thứ ba nào thì cũng bị coi là một con lợn Bà biết là chồng mình chỉ đang tỏ ra bình tĩnh để trấn an bà thôi Bà cũng đã có từng ước là mình biết được hương vị của bím lợn Nhưng mà là sao với tỏi chứ không phải là thông qua cậu nhỏ của chồng Minh và không biết làm cách nào chỉ biết ngồi mong chầm không phải trải qua cái thứ quái gở này nhưng thật may là trong những đám mây âm u thì lại luôn có những ánh sáng hy vọng chuyện là bên tổ it có lần ra được một vị trí dựa trên thời điểm video được up lên và sau hàng chục các thuật toán chuyên môn thì cũng dò ra được một cái trường học bị bỏ hoang một đội đặc nhiệm được triển khai trước khi chính phủ ra lệnh tấn công thì tên bắt cóc đã ra tay trước lấy lợi thế hắn gửi thêm một video mà trong đó hắn cắt một ngón tay của công chúa kèm theo lời cảnh cáo là tao cấm chúng mày gian lận nước đi này khiến tình hình trở nên xấu đi rất nhiều bằng chứng là từ 28 bây giờ gần như mọi người đều đồng ý rằng thủ tướng nên phối giống với lợn để bảo vệ tính mạng công chúa họ cho rằng thủ tướng thì có thể bầu ông khác được chứ còn giờ nữ hoàng không để thêm được công chúa nữa rồi phản ứng này làm cho ông Michael phải ra lệnh cho bên đặc nhiệm hành động ngay đây đáng nhẽ là một cuộc tấn công tuyệt mật cho đến khi một cán bộ nhờ một vài cái ảnh vú đã lích địa điểm ra ngoài cho một cô phóng viên tham vọng hiện đang công tác ở một tòa soạn thế là cả nhà báo phải đặc nhiệm đều xuất hiện ở hiện trường cả hai bên tiến vào một ngôi trường bị bỏ hoang đằng sau đó là hàng chục con người đang nín thở theo dõi tường khung hình nhưng mà cuối cùng thứ mà tất cả tìm được chỉ là một con ma nơi canh cùng với một cô phóng viên hơi tay máy và suýt chút nữa thì đã bị thủ tiêu nếu mà không được anh báo nhà nước nhận diện và thế là mọi chuyện lại quay lại vạch xuất phát bây giờ là ba giờ hai mươi chiều chỉ còn bốn mươi phút nữa cho bữa tiệc hân hoan thủ tướng bắt đầu mất bình tĩnh ông vừa đi vừa chửi thêm cái sẹo nữa thôi là người ta không phân biệt được giữa ông và chí phèo ông chửi bằng mười thứ tiếng ngoại giao michael cho rằng dù mình có làm theo lời hắn thì chưa chắc công chúa đã được thả ra nhưng mà nếu ông không làm thì mọi người sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu của vị thủ tướng này và sau đó thì sự vấn nộ sẽ tràn tới như domino để ngày khá lâu từ một hậu quả còn tồi tệ hơn cho cả ngài và gia đình của mình và bị để tới đường cung thì michael không còn cách nào khác phải di chuyển thẳng về trường quay chuẩn bị cho sự kiện phát sóng lớn nhất của nước anh ở phía nhà đài họ cũng trình bày rõ ràng đầu cuối là cái chương trình đặc biệt này là thủ tướng sẽ làm một hành động khiếm nhã trên màn hình nên là mong toàn bộ người dân hãy tắt tivi đi tất nhiên là lời cảnh báo này không có tác dụng ngược lại đường phố bây giờ không một bóng người Toàn dân đang đứng trước màn hình nhỏ hóng sự xuất hiện của thủ tướng và con cu của ông Còn bây giờ đã đến lúc thủ tướng của chúng ta bước vào trường quay S69 Ông được dặn dò là đừng nên gấp gáp quá Không mọi người lại tưởng là đang háo hứng với hưởng thụ Và để cho thoải mái thì sẽ không có ekip đứng bên theo dõi ngày hành sự Ngài thủ tướng bước vào phòng Bên trong đã được bố trí một con lợn cái béo tròn Ở bên trên hai màn hình chiếu phim 18 cộng đúng gu của thủ tướng Để giúp ngài có thể thoát khỏi cái thực tại đang ngấu nghiến cám tăng trọng này Trái ngược với cái mặt tái mét không một giọt máu thì người dẫn lại đang vui vẻ tán dóc với nhau như là đội nhà đá World Cup chỉ cho đến khi thủ tướng tụt quần xuống và bắt đầu trả lại xúc xích về nơi nó thuộc về thì các khán giả lại bắt đầu thấy hết vui mỗi người tỏ một thái độ khác nhau ghê tở ngượng ngùng thích thú nhưng dù thế nào mắt họ vẫn theo dõi không rời kể cả bà vợ của ông thủ tướng màn giao hoan diễn ra trong suốt một tiếng bro một tiếng á và kẻ đứng sau chuyện này có vẻ như là đã có được thứ mình muốn hắn đã trao cổ tại nhà riêng với một bàn tay được băng bó hóa ra cái ngón tay mà hắn cắt lại chính là của hắn chứ không phải là của công chúa còn công chúa cô sau khi được thả đi đã lang thang và bất tỉnh trên một cây cầu sau đó cô được phát hiện và đưa về cái điểm đáng nói là máy quay an ninh đã phát hiện ra cô từ ba giờ ba chiều tức là 30 phút trước khi thủ tướng hành sự chỉ là do cả đất nước đang ráng mắt để theo dõi cái sự kiện có một không hai nên là không ai nhận ra thứ mọi người đang đấu tranh đáng nhẽ ra phải là cô công chúa đang đi lang thang ngoài phố nhưng cái plot twist là cái tin này không được lộ ra vì nếu nó lộ ra thì không khác gì một lời khẳng định là thủ tướng lại thích qua lại với lợn và chính phủ cực kỳ yếu kém trong việc quả Lý an ninh một năm sau sự kiện lịch sử của nước anh thì cả hai nạn nhân đều trở lại với sự chào đón từ công chúng ngài thủ tướng thì được dân chúng yêu mến hơn còn cô công chúa thì đang vui vẻ báo tin mừng mang thai tiểu hoàng tử bên cạnh đó thì kẻ đứng sau chuyện này đã được báo chí công khai danh tính hắn là một nghệ sĩ từng đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nước có lẽ rồi nhé cái điều tên này muốn không phải là hạ nhục thủ tướng michael carlo mà là để cho xã hội thấy được bộ mặt của mình và xã hội ở đây là tất cả chúng ta rằng chúng ta đều thích xem những thứ vô lý phi đạo đức và phỉ báng trên tv trên youtube trên tiktok đặc biệt nếu điều đó đang hạ bệ một người nổi tiếng ở cảnh cuối cùng sau khi vui vẻ với chồng ngang qua báo chí thì vị phu nhân lại quay ngoắt 180 độ với ông khi đã khuất camera nghĩa là sao nghĩa là dù bạn có làm anh hùng đi nữa thì vẫn bị vợ dỗi rồi anh trai này tên là Binh, sau khi thoát khỏi cô bạn gái thích kiểm soát ở Get Out thì lại chui vào một căn phòng chưa đầy 2 mét vuông được trang bị màn hình màu ở tứ phía. Công nghệ tầm này thì đã qua cái thời mà người ta phải dùng tay chạm lên màn hình mà có thể điều khiển toàn bộ qua cử chỉ. Ở thế giới của Binh thì mọi người đều dùng tiền ảo, thậm chí là kem đánh răng cũng được thanh toán trực tiếp ngay trên màn hình. Binh thì đang có 15 triệu điểm, phần lớn trong số này được thừa kế từ người anh trai quá cố. Với số điểm này thì Binh có thể làm gì? Thì đầu tiên, đây là tư bản, tư bản sẽ bắt bạn xem quảng cáo. Nếu muốn nhìn thấy lại cái bản mặt mình trong gương thì phải bỏ 1000 điểm ra để skip quảng cáo và tất nhiên là bạn không thể cài adblock được. Sở dĩ là làm cái gì cũng mất điểm tại vì là trong này chính phủ chỉ cho người dân thuê phòng và trả tiền cho các dịch vụ thay vì được mua đất. Thế thì làm thế nào để kiếm được điểm? Binh và những công dân khác sau khi thức dậy sẽ di chuyển ra những cái máy đạp xe. Mỗi vòng quay được đạp sẽ cung cấp điện cho hệ thống và trả lại cho người chơi một số điểm. Để cho năng suất thì họ còn làm cả bảng thi đua. Mỗi người thì sẽ có một cái nhân vật ảo. Điểm kiếm được có thể dùng để mua quần áo, tóc tai. Như là anh trai này thì đạp được bao nhiêu là tiêu hết cho nhân vật của mình. Ngoài ra điểm có thể được dùng để chọn trong trình mình sẽ theo dõi trong khi đạp xe. Binh dù nhiều tiền nhưng mà vẫn chọn skin mặc định. Bên cạnh những người đạp xe thì còn có hội lao công, những người mà quá béo để đạp xe và thuộc tầng lớp đáy xã hội kiếm được rất ít tiền, thậm chí còn bị mang ra làm trò đùa trong các TV show giải trí. Sau ca đạp xe sáng, Binh tới khu căng tin, đồ ăn thì chỉ có nước lọc, nước tăng lực với trái cây. Binh chọn ngay một quả táo nhưng mà khi thanh toán xong thì nó bị mắc kẹt ở lỗ thoát. May là có cô đồng nghiệp trước lỏ giúp anh. Cô này thì khá là nhiệt tình và có vẻ là hơi thích Binh một xíu nhưng mà Binh lạnh lùng boy. Sau giờ ăn trưa, mọi người tiếp tục la vào đạp Đạp xe trong khi mọi người thích xem mấy cái show giải trí hoặc là chơi game lúc đạp xe thì anh dài ngồi cạnh binh này lại thích xem phim đạp mái đang say sưa nhập tâm thì anh nhìn thấy hình phản chiếu của cô lao công phía sau thế, thế là cụt hứng trong chửi um lên mọi người ơi cô ấy 10 nhưng mà là 10 tấn những người đạp xe cần duy trì thành tích của mình trên mức tối thiểu nếu không thì sẽ bị giáng xuống và trở thành những lao công áo vàng Đấy, cuộc sống thì nó chỉ có thế thôi mặc dù là nó khá hoàn hảo với game sáng đi đạp xe tối về nhà chơi điện tử mặc dù game cũng không đa dạng lắm đa phần là muốn nhồi nhét tư tưởng cho toàn dân là đừng trở thành lũ áo vàng lười biếng vậy thì nếu ở đây mà muốn up level đổi đời thì làm sao ở đây thì có một cái cuộc thi gọi là Got Talent nơi mà các thí sinh lên trình diễn để trở thành ca sĩ người giải trí và cả diễn viên phim bọn và mấy cái quảng cáo này nó spam tràn lan quanh phòng ngủ mọi người thì phải literally là mở to mắt ra xem tại vì nếu mà nhắm mắt vào thì hệ thống sẽ báo lỗi và phát ra âm thanh cực kỳ khó chịu muốn skip cũng được cơ mà phải trả tiền với người bình thường thì số này to tương đương vài chục phút đạp xe nhưng mà với binh có 15 triệu điểm thì nó bé thôi và đó là cách một ngày trôi qua ở cái nhà hộp này ở đây thì mọi người không được phép ra ngoài chạm cỏ hay là hít khí trời gì cả phim cũng không giải thích lý do vì sao chỉ biết là cuộc đời của tầng lớp đạp xe và quét dọn thì cũng chỉ loanh quanh thế thôi các cư dân ngoài thời gian đạp xe và ăn trưa thì cũng không được gặp nhau nên là khi nào đi làm thì binh tranh thủ tia gái ngay và đã để mắt tới một cô gái tên là abi trong một lần đi đái thì binh đã nghe thấy abi hát trong nhà xí và tiếng hát đó đã lay động phần người trong anh sau đó binh đã thể hiện mình là người có khả năng tru cấp bằng cách skip quảng cáo trước mặt cô từ sau hôm đó thì binh liên tục tìm cách bắt chuyện với abi gây ấn tượng các thứ Binh nói là với cái giọng hát đó thì cô có thể đi thi Got Talent và trở thành tầng lớp thượng đẳng Nhưng mà Abi cũng nói về những thứ phải đánh đổi cho cái cơ hội này Vấn đề lớn nhất là cô nghĩ mình không đủ xuất sắc Vấn đề lớn hơn nữa là vé đi thi thì tốn 12 triệu điểm lận Nếu muốn kiếm được số tiền này thì cô phải ê cô tận 6 tháng Chỉ có nhịn đói thôi Thì thôi cô thà sống an nhàn qua ngày còn hơn Cho tới khi Binh lại thể hiện khả năng trung cấp của mình bằng cách đề nghị sẽ tặng cô chiếc vé đó Đối với anh thì số điểm này không có nghĩa lý gì Binh không muốn đổ tiền vào mấy thứ công nghệ ảo Anh muốn đầu tư vào Abi thứ thật nhất đối với anh Abi ban đầu đi cũng kiểu là ui thôi em ngại lắm ai làm thế Nhưng mà về sau thì cũng chấp nhận lời đề nghị từ anh bạn quen trong lúc đái Tối hôm đó Bình về nhà check lại giá vé tham gia con talent Thì ôi không lạm phát Nó đã tăng lên 15 triệu điểm Mua xong thì Bình sẽ được tặng một loại trái Nó gọi là trái rắn Nhưng mà Bình cũng chỉ mất 3 giây để đắn đo thôi Biến số dư trong tài khoản từ 8 thành 4 Sau khi mua cái item đắt đỏ nhất trong shop Thì Bình tặng nó cho Abi để nhận lại một nụ hôn trị giá 15 triệu điểm Sáng hôm sau cả hai cùng nhau tới buổi casting và với 15 triệu điểm thì binh còn được khuyến mại thêm một cái nắm tay nữa chương trình cho phép thí sinh mang theo một người thân và đến bên trong họ nhìn thấy hàng chục thí sinh đã xếp hàng từ trước đã số là thi hát phần còn lại thì đang tập uốn nắn chân tay mọi người sẽ được gọi theo sự lựa chọn của ban giám khảo thay vì là ai đến trước thì được cast trước bà chị tóc trắng này gắt lên tại vì mình đứng đợi cả nguyên tuần rồi mà vẫn bị gọi sau abi chắc là vì giám khảo thấy được tiềm năng của cô thế là abi cùng binh bước vào phòng chuẩn bị và quay một cái clip giới thiệu trước khi lên sân khấu trên đường tiến ra với ánh đèn thì abi bị ép uống một loại nước mà theo chương trình là nó giúp giảm căng thẳng rồi phút quan trọng cũng đã tới. Abi tiến ra sân khấu, đứng trước hàng nghìn khán giả ảo đang hướng cặp mắt về phía cô cùng ba vị giám khảo quyền lực là giám đốc của ba ngành giải trí duy nhất ở đây. Ông đeo kính dâm là quản lý ca sĩ, ông dài áo đỏ thì là quản lý mảng khiêu dâm, còn bà trung niên thì để cầm trịch mảng trình diễn MC game show. Tất cả thí sinh lên đây trình diễn sẽ thể hiện tài năng của mình để ứng tuyển vào một trong ba nhà. Khi Abi nói rằng mình sẽ thi hát thì giám khảo ra màu lại body xem minh cô bảo là nhìn em giống người tốt quá, không cần hát đâu. Nghe thấy thế thì Abi thấy hơi sốc một tí nhưng mà vẫn bắt đầu được bài trình diễn của mình và quả nhiên là khi AB cất giọng thì thái độ của mọi người đều thay đổi, ai cũng si mê và tất nhiên Bình Si Tình cũng không phải là một ngoại lệ. Bài hát đang trôi đi mượt mà thì giám đốc ca nhạc yêu cầu Abi dừng lại. Tưởng đâu AB ăn ngay một cái nút đỏ thì ông ta lại nói rằng đây là phần trình diễn hay nhất của mùa này. Nhưng mà dù giọng Abi rất hay nhưng mà nó chỉ hay tại vì AB nhìn trách chi thôi chứ cô mà béo một tí thì giọng hát lại thành bình thường. Với cái giao diện của cô ấy, thì nếu đi làm ca sĩ là sẽ có tội với nền điện ảnh. Thế nên là cô được offer đi làm diễn viên phim check bên cánh gà. Bình định lao ra ngăn cản Crash thì đã bị người của chương trình lôi đi Abi thì cũng lưỡng lự bởi vì cô đến đây để thi hát chứ không phải là tập đánh vần đâu tên giám khảo phim heo bắt đầu dở văn mẫu thuyết phục Abi ra một là cô bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này trở về đạp xe hai là theo tôi và đi đạp nhau mới cả là ở mùa trước ấy thì có ta đừng đã có thừa ca sĩ rồi giờ không tuyển thêm đâu trừ khi là thuộc loại xuất chúng khi thấy con mồi định rút lui ba tên cò mồi tiếp tục bồi thêm chiêu thức là anh áo đỏ nói rằng là bây giờ thì xã hội cởi mở hơn với diễn viên phim nóng rồi chỉ có mấy thằng lao công hay đạp xe ganh tị mới dè biểu cô thôi họ phải khép hàng kiếm tiền còn cô được dạng háng thế là cao quý hơn gì mấy cả là cả ngàn người phải nai lưng ra đạp xe để cấp điện cho cái sân khấu ngày hôm nay cũng chỉ được để nhìn thấy những người như cô lúc này thì abi bắt đầu thấy là uh, đi đóng phim bon cũng dễ huông khán giả lại còn reo hò nữa và abi đã quên luôn lý do mình tới đây và ai đã tài trợ chiếc vé vàng 15 củ ở trong căn phòng hẹp binh cầm trên tay món quà cuối cùng của abi và đắm chìm trong cảm xúc thất vọng ngày hôm sau abi đã chính thức lên trang của show người lớn nickname là ma nữ đóng bỏng binh thì thôi cho em hết tiền thì em liền cụ ngâm thằng khác anh như người mất hồn tới cả bữa trưa cũng không kiêng khem đồ ăn nhanh và nước uống có ga chắc là cũng muốn thử cảm giác đưa cái gì dầu mỡ vào trong miệng giống abi khi đem về binh la vào chơi game để tạm quên đi nỗi buồn nhưng mà đời nó quá éo le khi mà quảng cáo chứa người yêu cũ hiện lên kể hết quá trình phát triển nhân vật của abi từ một công dân may hát thành một má nữ chuyên đi hút sinh lực đàn ông binh thậm chí còn không còn đủ tiền để skip ad, anh nhắm mắt lại để tim không đau nhưng mà hệ thống lại cảnh báo về hành vi trái phép nhắm mắt không được mở cửa cũng không xong Bình trở nên cuồng loạn trong cái nhà tù bốn mét vuông buộc phải nhìn người yêu mình bị thằng khác chén khi những mảnh kính từ màn hình rơi xuống, Bình nhìn thấy một lối thoát, cơ mà không phải là cái chết mà là con đường trả thù đời. Với cái hôm đi tới sâu cùng AB, anh đã chôm được cái vỏ hộp nước. Giữa đêm, Bình ra khu máy chạy và bắt đầu con đường cày cuốc trở thành nô lệ tư bản và tiết kiệm tiền. Với tất cả những nhu cầu cần tốn điểm, Bình tối ưu hết, kem đánh răng chỉ đủ tạo bọt, chạy máy thì chỉ xem chương trình mặc định, trưa thì ăn đồ ăn thừa của người khác. Thời gian nghỉ ngơi thì tự luyện tập bài nhảy popping, đúng nghĩa là biến bản thân thành một cỗ máy không hồn. Cứ như thế, số điểm của Bình tăng một cách chóng mặt, chỉ trong một tháng đã đạt được 15 triệu điểm. Ngay khi vượt qua cái mốc này, anh lập tức dừng lại và mua chiếc vé vàng. Khi đi casting thì mang theo mảnh kính vỡ dắt trong cặp quần bởi vì nó không phải là kim loại nên là dễ dàng vượt qua cổng kiểm tra. Binh là người tới đầu tiên nhưng mà đến khi cả căn phòng lấp kín chỗ thì anh vẫn chưa được gọi. Dù thế thì quyết tâm cũng không hề giảm và cuối cùng các giám khảo đã để mắt tới anh. Binh bước ra sân khấu với một gương mặt vô hồn quyết đoán. Đến khi người của chương trình yêu cầu anh phải uống nước giống như AB thì anh đã lôi ra chiếc vỏ mình chuẩn bị sẵn vì sợ là trong nước có thuốc gây ảnh hưởng đến quyết định của thí sinh. Gặp lại ba giám khảo thì Binh thể hiện màn vũ đạo đường phố của mình. Ờ, trông nó cũng không kỹ thuật lắm, cơ mà khả ấn tượng mấy cái điệu vung vẩy của binh thu hút được khán giả và giám khảo và ngay cái đoạn cao trào nhất thì anh này cởi áo khoác ra lấy món đồ chơi kề vào cổ ngay lập tức nhạc được tắt đi và tình hình trở nên căng thẳng trái ngược với kỳ vọng của binh thì giám khảo chả tỏ ra sợ hãi gì cả bà là nói gì thì nói nhanh cơ mờ nở lên cho người khác còn diễn tiếp chỉ chờ có thế bình phọt ra tất cả những suy nghĩ mình chôn giấu bấy lâu anh muốn tất cả mọi người dù ngồi trước mặt hay đang theo dõi từ xa hãy cảm nhận lời anh nói thay vì xử lý nó như một loại thông tin cả cái xã hội này đều là một lũ đeo mặt nạ và con người nhìn nhau chỉ dựa dựa trên mấy cái thứ avatar rồi đánh giá nhau dựa trên mức độ đóng góp cho xã hội đến cả những thí sinh tới đây dù có được nhận thì cũng trở thành một món công cụ hái ra tiền khác cái cuộc sống mà nơi mọi thứ đều bị ảo hóa này cung cấp mọi nhu cầu con người cần nhưng mà đồng thời cũng biến chúng ta thành nhân vật ảo chúng ta cười nhạo mọi người thừa cân quét dọn và gọi họ bằng những danh từ khinh miệt bởi vì chúng ta là một giai cấp cao hơn là người đạp xe cuối cùng thì điều đấy giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn không để tôi hỏi cậu cậu có ước mơ gì một kiểu tóc mới cho nhân vật một trợ lý ảo biết nghe lời tất cả chúng đều không thể chạm tay vào và các người biết thực sự thứ gì không? không thể mua được không? là sự tự do chúng ta đạp xe hàng nghìn, hàng triệu km nhưng mà nó dẫn chúng ta tới đâu? một bản đồ mới, một màn chơi khác. còn các người, các người ngồi đó và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cả khán phòng im bặt. mọi người dường như hiểu ra vấn đề của cái bộ mối này cho đến khi giám khảo giải trí nhìn thẳng vào mặt binh và nói là đây là màn trình diễn lay động nhất mà ông từng thấy kể từ khi ngồi lên ghế của Got Talent. những điều mà binh nói hoàn toàn là sự thật. chúng chính là thứ bấy lâu nay chương trình giải trí bị thiếu hụt. thế nên là binh sẽ có một suất trở thành ngôi sao truyền cảm hứng và chữa lành. Đồng thời sẽ được ký bản hợp đồng độc quyền với công ty của ông xuất hiện hàng ngày ở các chương trình giải trí hai buổi một tuần và cuộc sống no đủ ở thượng tầng mới một phút trước thì binh còn máu chó muốn quyên sinh thay đổi xã hội cơ mà sau khi nghe lời đề nghị với sự ủng hộ của khán giả thì thôi quay ngắt 180 độ đồng ý trở thành ngôi sao giải trí những ngày sau binh xuất hiện điều đoạn trên màn hình với mảnh kính kề cổ và bộ mặt tỏ ra nghiêm trọng đó chính là công việc mới của binh đổi lại thì cậu có một căn phòng rộng rãi được sử dụng các thực phẩm cao cấp hơn còn cái nỗi canh cánh về xã hội thì đã bị sao hoa che lấp cuối bộ phim thì binh hướng mắt nhìn ra thế giới giới xanh tươi ngoài kia cho dù có nổi loạn chống lại hệ thống thì binh cũng không khác gì những người còn lại vẫn sẵn sàng đánh đổi đạo đức và giá trị của mình để chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác mảnh thủy tinh trên tay từng là biểu tượng của sự phản kháng giờ đây thì thành bánh lưới quảng cáo cho thương hiệu cá nhân đây là một cái sự châm biếm về thứ bậc giai cấp trong xã hội tư bản các bạn thấy sao về thông điệp này liệu bộ phim có quá xa rời thực tế không thì hãy comment bên dưới còn bây giờ chúng ta sang tập 3 season 1 tập 3 này kể về thế giới nơi mọi ký ức đều được lưu trữ trong một thiết bị gắn vào đầu và có thể được tua đi tua lại bất cứ lúc nào tức là bạn sẽ không bao giờ phải quên cái gì cả và có thể tự xem lại các cảnh quan hệ của mình với người khác hoặc là xem lại cảnh người khác quan hệ thông qua thiết bị của họ nghe thì hay đấy với mấy thằng trong đầu chỉ nghĩ đến mấy cái đấy nhưng mà nếu ký ức của bạn là bị vợ cắm sừng bị công ty sa thải hay bạn là người overthinking thì nó có hay nữa không đây là tập cuối cùng với tựa đề là toàn bộ cuộc đời bạn luật sư Liam Foxwell đang tham gia một buổi đánh giá hiệu suất của một công ty luật nơi mọi người đang bàn về một vấn đề là có một thanh niên đang kiện ba mẹ mình vì trong quá trình nuôi dạy đã không chú tâm dẫn đến sự thiếu tự tin của của anh ta ở hiện tại khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn dĩ nhiên là có bằng chứng bởi vì toàn bộ tương tác của anh này cùng gia đình được ghi lại khi mà xét đến vấn đề đạo đức thì góc nhìn của liam có khác với công ty nên là anh đã ngập ngừng khi đồng ý vụ kiện dù vậy thì một trong ba quản lý vẫn niềm nở với anh và hẹn là sẽ gặp lại anh ở công ty vào tuần sau liam rời buổi phỏng vấn với một tâm trạng khá nhẹ nhõm trên màn hình của taxi tự lái thì anh thấy chương trình đang quảng cáo về công nghệ mang tên hạt trí nhớ mà anh đang sử dụng nó chỉ có giá bằng một tách cà phê mỗi ngày nhưng mà có thể lưu trữ tới 30 năm ký ức cảm thấy hơi bất an Liam lôi bộ điều khiển ra và tô lại cuộc phỏng vấn lúc nãy như một video YouTube. Anh dừng ngay ở cái đoạn mà tên quản lý nói rằng mình muốn gặp lại anh ở công ty. Cơ mà khi Zoom cận mặt hắn thì toàn bộ cử chỉ cũng như là cách trả lời ngập ngừng đã chứng tỏ lời ông kia nói chỉ là thảo mai và khả năng cao là anh đã bị loại. Sau đó thì Liam tới sân bay, quay đến cổng, anh được bảo vệ làm thủ tục kiểm tra những việc từng làm trong 24 giờ qua với tốc độ chậm này và cả một tuần qua với tốc độ nhanh để chắc chắn là anh không làm ảnh hưởng tới an ninh của chuyến bay. Sau khi hạ cánh thì Liam có mặt tại nhà của bạn, người đang chủ trì một bữa tiệc nhỏ trước khi bước vào thì anh đã tua lại cái hôm cả hai gặp nhau để nhớ mặt cô vợ của bạn và dĩ nhiên là chị vợ đã ra mở cửa và cô này hình như cũng không nhớ mặt của Liam nếu mà không tua lại trí nhớ ở bên trong thì vợ Liam đã tới trước và trò chuyện với hai người bạn trong phòng khách anh bạn Jeff này thì đang phàn nàn về một tấm thảm bị sờn mà anh từng được chạm vào trong phòng tổng thống Jeff nói rằng giờ cái sự thiếu hoàn hảo đó sẽ mắc kẹt mãi trong não anh ít nhất là 30 năm câu chuyện đó bị người còn lại là Jonas mỉa mai và đem ra tấu hài ngay cái lúc mà Liam bước vào thì anh đã trông thấy vợ mình cười nói với Jonas Thế là Liam nổi máu ghen Lucy tiến tới hỏi thăm chồng về buổi phỏng vấn Thì Liam cũng kể qua vì anh biết là nó như cứt Những người khác thì lại nghĩ nó là chủ đề thú vị Họ muốn anh chiếu lại buổi thẩm định Để mọi người cùng chấm điểm Liam nói nó là một cái thảm họa và không nên xem thì hơn Đang trong tình huống khó xử thì Jonas xuất hiện Để giải nguy bằng cách kéo mọi người ra bàn ăn Trên đường tiến ra thì Liam kéo vợ lại Và hỏi về Jonas Theo lời Lucy thì anh ta chỉ là một người bạn cũ thôi Ngay sau khi vợ quay đi Liam lập tức tua lại cảnh trò chuyện của vợ lúc nãy và bắt đầu nghi ngờ lời cô nói. Bữa ăn bắt đầu với việc là Jonas kể về mối quan hệ vừa kết thúc của mình rằng ban đầu là anh và người đó như hai mảnh ghép dành cho nhau nhưng mà dần về sau thì trước mỗi lần cả hai ân ái đi trong đầu Jonas chỉ nghĩ về những người tình trước và anh thà chiếu mấy cái lần mây mưa trong quá khứ còn hơn là phải trả bài cho người tình Jonas cho rằng mọi người ở đây chắc chắn là ai cũng đã từng sử dụng hạt trí nhớ để tua lại mấy khoảnh khắc hư hỏng lúc này thì người ở bên cạnh anh Ha Lam đã phản đối nhận định này kể rằng là mình đã bị trộm hạt trí nhớ từ một năm trước bởi một tên tỷ phú biến thái nào đó có thể hắn sẽ ngồi xem lại những thứ riêng tư mà mắt cô bắt được nhưng mà hà lan chẳng quan tâm lắm việc bị tước đi hạt trí nhớ về thể xác thì đau đớn hậu quả là một vết sẹo to tướng tâm trí cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều mọi người xung quanh thì đều thấy việc này thật là nực cười thậm chí là cô bạn ngồi đối diện còn nghi ngờ hà lan bị cướp hạt trí nhớ là do đã qua lại với một ông lớn nào đó và bữa tiệc thì cứ thế dần hết vui và kết thúc trong sự trong vánh vì thế nên là liam đã mời anh bạn jonas về nhà chơi thì nó cũng chỉ là mời xã giao thôi thế mà jonas lại theo về luôn thế là khi về đến nơi thì liam lại phải đuổi khéo ông khách này trước khi cái máu ghen của anh phá hủy không khi tối nay vào tới trong nhà thì hai vợ chồng cùng ngồi xem lại ký ức của đứa con để xem là hôm nay cô trông trẻ làm ăn thế nào lúc thoải mái hơn thì phi mới thú nhận là ngày xưa từng hẹn hò với jonas chứ không phải là bạn bè như cô từng nói liam thì đang bực thế là công kích vợ luôn cười nhạo khi cô đã yêu phải một tên lăng nhăng khi nói thì đấy chỉ là quá khứ thôi mà liam cũng có người yêu cũ mà mà cô này cũng điên rồi không kém nhưng mà liam lại biện cớ rằng cái mối tình này thì anh kể cho cô rồi thứ a chuyện thì cũng chỉ có thế thôi cơ mà liam lại muốn xoáy sâu thêm anh nói rằng vợ mình nên xấu hổ vì quen cái tên không ra gì đấy và cô đã không chân thật khi mà trước kia nói là mình đã quen jonas chỉ có một tuần giờ lại bảo là một tháng thế là hai người cãi nhau và trong lúc lời qua tiếng lại thì liam đã gọi vợ mình là một con đím và cái từ đó sẽ được lưu trữ mãi trong đầu của phi đêm hôm đó thì liam sau khi bình tâm hơn đã vào phòng ngủ xin lỗi vợ về sự nóng nảy vô cớ của mình cả hai sau đó đã có màn giảng hòa đêm muộn nhưng mà không phải theo cách bình thường mà là cả hai vừa làm vừa tự xem lại cảnh ân ái của mình ngày xưa lúc trả bài xong thì phi chìm vào giấc ngủ còn liam thì do bận lòng nên đi xuống phòng khách anh ngồi xem lại cái lúc ở bữa tiệc và cứ tua đi tua lại mấy khoảnh khắc vợ tương tác với jonas trong cảm xúc của phi lúc đó khá là trái ngược khi mà cô tương tác với chồng liam ngồi xem một mạch đến sáng khi mà cô trông trẻ qua tới nhà thì bắt cô ngồi cùng xem lại các thước phim với mình để đánh giá xem là với cương vị là một người phụ nữ thì có chút tình ngay lý do nào giữa vợ mình và jonas không đang giữa cuộc khảo nghiệm thì phi bước xuống để cùng lắng nghe ý kiến của người ngoài thấy vợ thì liam lại càng hăng máu hơn chéo lại cảnh khi mà hai vợ chồng rủ jonas về nhà để cô cho ý kiến xem là ai mới là người muốn điều đó nhiều hơn và cái này thì khá là trẻ con và ngượng ngùng cô trông trẻ được kiểu đã lưu tê bro thế là phi phải giải cứu cho gina bằng cách dẫn cô vào phòng khi phi trở lại thì cô nói với liam là điều này mới thực sự đáng xấu hổ trong khi đấy thì anh chồng đã nốc gần hết chai rượu và bắt cô ngồi xuống để xăm soi tiếp anh ấy để ý ánh mắt của vợ khi nhìn tới phía jonas rất ngọt ngào còn khi nhìn mình thì lại lạnh tanh phi thấy mùi rượu nồng nặc ra từ phía Liam nên là cô cũng bỏ đi mà không thèm tranh cãi thêm. Liam thì vẫn ám ảnh với bạn trai cũ của vợ, lao ra ngoài xe, lái thẳng đến nhà Jonas, mặc kệ cho hệ thống đã cảnh báo. Jonas thấy Liam tới nhà một mình thì đã ngửi thấy mùi không thơm nhưng mà vẫn để Liam bước vào. Khi tiến vào trong thì Liam vớ lấy chai rượu rồi bắt đầu chí phèo. Tình cờ là Ha Lam, cô gái tháo hạt trí nhớ cũng ở đấy. Liam bắt đầu nhớ đến lời hôm qua của Jonas và chất vấn rằng có phải là anh đã ngồi đây và tua lại mấy cảnh mây mưa với vợ mình rồi tự xử hay không? Tất nhiên là chẳng ai thích nói về chuyện đã qua, đặc biệt là với những người đang không được tỉnh thế là jonas mời liam về liam chấp nhận lời mời bằng cách cho jonas cái chai vào đầu đè ông bạn xuống đập vỡ chai rượu để đe dọa jonas ép anh ta xóa tất cả ký ức về vợ mình không phải theo cách tự nguyện chiếu lên tivi để liam kiểm chứng ngay sau đó thì liam đi về nhà để vì anh đã có thứ để khoe cho vợ liam chiếu cho vợ xem cái chiến công mình vừa lượm được nhưng mà lại không phải là cuộc đột kích vào nhà bạn trai cũ mà là trong khi jonas xóa cái đoạn ký ức đó thì đã để lộ một video anh ta qua lại với phi ba năm trước ngay tại cái phòng ngủ này lúc đó thì cả hai cãi nhau và liam Liam bỏ nhà đi vài ngày. Phi từ thế là người vợ biết điều sống chung với ông chồng khó chiều, chuyển sang vai cô vợ mong manh, sẵn sàng úp mặt vào con gà trống lạ. Phi thì chỉ biết đổ lỗi cho mấy ly rượu chứ cũng chả biết báo chữa thế nào. Thừa thắng xông lên, Liam hỏi cặn kẽ vợ về tối ngày hôm đó là cả hai có dùng bao cao su hay không, rồi là do cô hay hắn chuẩn bị. Nếu là hắn chuẩn bị thì rút từ túi quần hay là ở ngoài xe, bởi vì tính theo thời điểm thụ thai thì có thể Jonas mới là bố của con anh. Woo! Khi mà Phi đã ngoan ngoãn trả lời hết tất cả câu hỏi đó thì anh yêu cầu cô chiếu lại cảnh ân ấy Phi nói rằng mình đã xóa hết trống đi Tại vì cô muốn quên cái vết nhơ đó Nhưng mà Liam vẫn bắt cô sâu ra Tại vì nếu đã xóa ký ức đi rồi Thì sẽ để lại một khoảng trống ngắt quãng trong ký ức Thế là Liam yêu cầu cô lấy cái điều khiển để bật lên cho anh xem Trong lúc quay đi Phi tranh thủ tự truy cập dữ liệu để xóa dấu vết Nhưng mà bị chồng phát hiện Cô liên tục nói em yêu anh Nhưng mà như thế cũng không đủ để xóa dịu được cơn thịnh nộ Và cho đến cuối cùng thì Vi vẫn phải phát lại cảnh tượng ngoại tình cho chồng xem Liam nhìn thấy thì đớn luôn Ngồi lại còn ngồi xem đi xem lại vợ mình bị nắc suốt 2 tiếng đồng hồ Đến khi khi tỉnh cả rượu những ngày sau thì liam vẫn cứ thẫn thờ nằm một chỗ tua đi tua lại những khung cảnh hạnh phúc của mình với vợ lúc mà trong ánh mắt mình thì anh cảm nhận được tình yêu thuần khiết chứ không ngập tràn sự nghi ngờ như bây giờ trong phòng tắm anh lấy con dao lam tự cứa vào cổ nơi đặt hạt trí nhớ rồi lấy nhíp gắp thiết bị ra khỏi cổ bộ phim chuyển sang màn hình đen bỏ ngỏ số phận của liam đến cuối cùng thì liam có quyền tức giận vì những điều đã xảy ra với mình hành động của cô vợ là hoàn toàn sai trái và không thể báo chữa được nhưng mà đến cuối cùng cách tiếp cận vấn đề cũng không lành mạnh và nội ám ảnh của anh đã thể hiện qua một loạt hành vì độc hại và kết cục thì dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ hôn nhân tóm lại thì chuyện gì cũng có hai mặt tất cả ký ức được lưu trữ lại thì cũng hay đấy lúc nào muốn thì lôi ra xem nhưng mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có nhiều ký ức đẹp đâu mà chủ yếu là những ngày buồn và thỉnh thoảng mới có một ngày vui và nó đặc biệt không vui nếu chúng ta bị ám ảnh bởi quá khứ Tốt là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại